Chân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm, 25 tháng 5 năm 2023. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới bắt đầu với Đức Vượng. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ châu Âu, Nền kinh tế lớn nhất của châu Âu bị rơi vào vòng suy thoái. Theo dữ liệu được công bố vào ngày 25 tháng 5 của cơ quan thống kê của nước Đức thì tổng sản phẩm quốc nội tức là GDP của nước Đức đã bị suy giảm tới 0.3% trong tam cá nguyệt đầu năm nay so với 3 tháng trước đó khi mà được điều chỉnh theo hiệu ứng giá cả và hiệu ứng niên lịch. Trước đó GDP của nước Đức đã ghi nhận mức giảm 0.5% trong Tam Cá Nguyệt thứ tư của năm 2022. Với hai Tam Cá Nguyệt bị trì trệ liên tiếp, nước Đức đang phải đối mặt với sự suy thoái về kinh tế. Dưới sức nặng của lạm phát khủng khiếp, người tiêu dùng tại nước Đức đã bị ảnh hưởng, kéo theo toàn bộ nền kinh tế của nước Đức đi xuống. Andrea Sciaccio là một nhà phân tích tại Deca Bank nhận định như trên mức tiêu dùng trong các gia đình đã giảm tới 1,2% so với tam cá nguyệt trước sau khi được điều chỉnh về giá cả, theo mùa và theo niên lịch. Mức chi tiêu của chính phủ cũng giảm đáng kể tới 4,9% trong tam cá nguyệt này. Hãng tin Reuters nhận định rằng nền kinh tế lớn nhất của châu Âu này, tức là nước Đức, không thể tránh khỏi một cuộc suy thoái và câu hỏi hiện nay được đặt ra đó là liệu nền kinh tế của nước Đức có thể hồi phục trong nửa cuối năm nay hay không? Claude Vithensen là một kinh tế gia trưởng trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu tại Pantheon Microeconomics nhận định như sau. Xét cho cùng thì nước Đức đã bị rơi vào vòng suy si thoái cuối năm ngoái do cú sốc về giá năng lượng đè nặng lên mức chi tiêu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó thì ông cho biết thêm rằng khó có khả năng GDP của nước Đức sẽ tiếp tục giảm đi trong tam cá nguyệt sắp tới, thế nhưng chúng tôi cũng không thấy sự phục hồi mạnh mẽ nào. Tin về game mua bán nô lệ khiến cho dân Brazil phẫn nộ. Người dân Brazil phẫn nộ vì một game trên điện thoại di động trong đó người chơi có thể mua bán và tra tấn nô lệ. Trò chơi đã bị xóa khỏi Google Play vào ngày 24 tháng 5, nhưng những người đã tải xuống vẫn có thể chơi được tờ báo Folha de São Paulo đưa tin. Được mệnh danh là trình mô phòng chế độ nô lệ trò chơi đáng lo ngại này cũng cho phép người chơi thực hiện các hình thức tra tấn khác nhau đối với những nhân vật da đen, Theo Garden cho hay trò chơi không phân loại độ tuổi này đã được cho là từ ngày 20 tháng 4 và đã được hơn 1.000 lượt tải xuống. Nhiều người dùng đã đánh giá thích trò chơi này. Một người thậm chí còn mô tả đây là một trò chơi tuyệt vời để giết thời gian nhưng là thiếu nhiều lựa chọn tra tấn. Trò chơi nô lệ đã vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ người dân Brazil. Họ đã lên án trò chơi này phân biệt chủng tộc đồng thời kêu gọi nhà phát triển Magnus Games và Google phải chịu trách nhiệm. Sự phân biệt chủng tộc trắng trợn, hình ảnh minh họa game có một người da trắng với nhiều người da đen đứng xung quanh. Đây là bạo lực lố bịch. Google và nhà phát triển phải trả lời cho tội ác thù hận và sự phân biệt chủng tộc này. Renata Zuzia là một nhà hoạt động xã hội da màu và chính trị gia từ Rio de Janeiro, chia sẻ trên Twitter. Bộ Bình đẳng Trung tộc của Brazil khẳng định đã liên lạc với nhà phát triển và Google để hợp tác về các biện pháp hạn chế nội dung phân biệt chủng tộc trực tuyến. Bộ này cho biết những người đứng sau trò chơi trên sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Các công ty công nghệ ở Brazil bao gồm cả Google gần đây đã bị chỉ trích vì không kiềm duyệt nội dung kích động phân biệt chủng tộc và các loại bạo lực khác. Các giới chức tình báo Hoa Kỳ tiết lộ với nhật báo New York Times như sau, vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào điện kremlin tại thủ đô của nước nga có thể được thực hiện bởi một đơn vị tình báo hoặc là lực lượng đặc biệt của ukraine tuy vậy giới tình báo hoa kỳ chưa thể xác định rõ ràng đơn vị nào của ukraine đứng sau vụ này cũng theo các nguồn tin nói trên có thể tổng thống ukraine là ông volodymyr zelensky và chính phủ ukraine không hay biết trước về cuộc tấn công đó Nguồn tin của nhật báo New York Times cho hay, các đặc vụ của Ukraine phần lớn hoạt động độc lập và không có sự giám sát trực tiếp từ chính phủ Ukraine nên họ không thể kết luận Ukraine là bên đã ra lệnh. Trước đó vào ngày 3 tháng 5, văn phòng của tổng thống Nga thông báo về việc hai chiếc máy bay không người lái đã bị bắn hạ bên trong khuôn viên của Điện Kremlin. Vụ này không gây ra sự thiệt hại nào về người. Chính phủ Nga sau đó đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này và gọi đây là hành động khủng bố có kế hoạch của lực lượng Ukraine nhắm vào tổng thống Nga là ông Putin. Riêng tổng thống Ukraine là ông Zelensky đã bác bỏ cáo buộc của phía Nga, đồng thời khẳng định rằng chính phủ Ukraine không hề liên quan tới vụ tấn công bằng máy bay không người lái đó. Chính phủ Hoa Kỳ cũng khẳng định Washington không tham gia vào sự việc này không hề có sự tham gia của Hoa Kỳ trong sự việc nói trên. Chúng tôi không có lý do nào để làm điều đó. Thủ lãnh cuộc đột kích vào lãnh thổ Nga cảnh báo sẽ mở thêm nhiều cuộc tấn công nữa. Hai nhóm hoạt động tại Ukraine là quân đoàn tình nguyện Nga và quân đoàn tự do Nga đã nhận trách nhiệm về cuộc đột kích vào khu vực Belgorod biên giới Nga trong tuần này. Quân đoàn tình nguyện Nga tuyên bố họ thuộc cảnh hiểu và được thành lập bởi những người Nga chiến đấu cho Ukraine và chống lại Tổng thống Nga Putin. Ông Denis Kapustin là người tự nhận mình là chỉ huy của quân đoàn tình nguyện Nga, tuyên bố lực lượng này sẽ sớm tiến hành thêm các cuộc xâm nhập vào lãnh thổ của Nga. Kế hoạch tương lai của chúng tôi là lãnh thổ mới của Nga. Tôi nghĩ bạn sẽ gặp lại chúng tôi ở bên đó. Bạn hãy kiên nhẫn một chút và đợi vài ngày. Ông Kapustin đã nói chuyện với các ký giả ở bên kia biên giới Ukraine một ngày sau khi Moscow loan báo đã đánh tan tác cuộc đột kích vào khu vực Belgorod để lùi những kẻ xâm nhập trở lại Ukraine. Ông Kapustin cho biết, hai trong số các chiến binh của ông bị thương nhẹ và tổng thiệt hại về phía ông trong chiến dịch là hai người chết và 10 người bị thương. Trong khi đó, Moscow tuyên bố họ đã giết hơn 70 người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Khi được hỏi về việc liệu lực lượng dân quân của ông ta đã sử dụng thiết bị quân sự của Hoa Kỳ viện trợ Ukraine để tự vệ trước cuộc xâm lược của Nga, thì ông Kapustin nói, Tôi biết chính xác mình lấy vũ khí từ đâu, đáng tiếc là không phải từ các đối tác phương Tây. Ông cũng gợi ý rằng các thiết bị quân sự của phương Tây đã bị Nga thu giữ trong trận chiến giành Bakhmut ở miền đông Ukraine có thể được mua bán trên thị trường chợ đen. Ukraine chỉ hỗ trợ quân đoàn tình nguyện Nga về thông tin, xăng dầu, thực phẩm, thuốc men y tế hoặc trong việc lập kế hoạch. Mọi quyết định chúng tôi đưa ra bên ngoài biên giới quốc gia là quyết định của riêng chúng tôi. Chỉ huy của quân đoàn tình nguyện Nga đã khẳng định như trên. Trước đó thì Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga và nói vụ tấn công được thực hiện bởi các công dân Nga coi đó là xung đột nội bộ của Nga. Tuy liên quan giữa Nhật và Ukraine, chính phủ Nhật viện trợ 100 chiếc xe quân sự cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo viện trợ 100 chiếc xe quân sự cho Ukraine, thế nhưng chưa công bố về số lượng từng chủng loại và thời gian chuyển giao. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản là ông Toshiro Ino vào ngày 25 tháng 5 đã trao tài liệu cho đại sứ Ukraine là ông Sergei Kozinski trong đó liệt kê ba loại xe cổ quân sự mà Tokyo viện trợ cho Ukraine, đó là xe bán tải với trọng tải là nửa tấn, rồi các loại xe với tốc độ cao cũng như các loại xe thu gom vật liệu. Ngoài ra, khoản viện trợ này còn bao gồm 30.000 phần ăn. Cơ quan thương mại trực thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang hoàn thiện chi tiết về ủy ban chuyển giao và số lượng các xe cộ rõ ràng hơn. Phi Nhật cho biết như sau, chúng tôi hy vọng chiến sự sẽ sớm kết thúc và cuộc sống bình yên sẽ quay trở lại với người dân Ukraine. Chúng tôi sẽ giúp đỡ nhiều nhất có thể được. Các giới chức Nhật Bản công bố khoản viện trợ này trong lúc chính phủ Nhật Bản đang tìm cách nới lỏng các quy định chuyển giao các thiết bị quân sự theo chính sách an ninh quốc gia mới, cho phép lực lượng phòng vệ của Nhật Bản sở hữu năng lực phản công để tung ra các đoạn tấn công nhắm vào lãnh thổ của các quốc gia khác trong tình huống khẩn cấp và các điều kiện đặc biệt. Tính cho tới nay, Nhật Bản chỉ mới cung cấp cho Ukraine các loại trang thiết bị phi sát thương do chính sách cấm chuyển giao vũ khí cho các quốc gia đang tham gia các cuộc xung đột quân sự khác trên thế giới. Nhật Bản đã viện trợ áo giáp chống đạn mũ bảo hiểm, mặt nạ phòng độc, quần áo bảo vệ, máy bay không người lái cỡ nhỏ và các phần ăn kể từ khi chiến sự bùng phát tại Ukraine. Nhật Bản cũng đề nghị điều trị cho các binh sĩ Ukraine bị thương tại Bệnh viện quân y của nước Nhật. Tổng trị giá các khoản viện trợ mà Nhật Bản đã chuyển giao cho Ukraine là 7 tỷ Mỹ Kim. Nhật Bản cũng đồng ý tiếp nhận 2.000 người tị nạn Ukraine, giúp đỡ cho họ về vấn đề nhà cửa, công an việc làm cũng như giáo dục. Hành động này được đánh giá là hiếm hoi đối với Nhật Bản, một quốc gia vốn nổi tiếng với chính sách nhập cư nghiêm ngặt. Nga tịch thu căn chung cư của Đệ nhất phu nhân Ukraine ở Crimea. Giới chức Nga đã tịch thu tài sản của các tài phiệt và chính trị gia Ukraine trên bán đảo Crimea, trong đó có căn hộ của Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska. Theo thông báo của chính quyền Crimea, cơ quan lập pháp đã đồng ý tịch thu hơn 130 tài sản, bao gồm dạp chiếu phim, nhà máy trung tâm mua sắm, nhà máy rượu vang và ngân hàng Căn chung cư của đệ nhất phu nhân Ukraine gồm có 3 phòng nằm trên bờ Hắc Hải, gần thành phố nghỉ dưỡng Jata, ước tính trị giá 800.000 Mỹ Kim, được mua lại từ một doanh nhân vào năm 2013 với giá chưa tới 164.000 Mỹ Kim. Phát ngôn viên của cơ quan lập pháp Crimea là Vladimir Konstantinov cho biết, Lợi nhuận từ việc bán tài sản bị tịch thu bao gồm căn hộ của bà Olena Zalanska sẽ được sử dụng để giúp đỡ gia đình các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine. Các vụ tịch thu trên được cho là nhằm đáp trả việc Ukraine tịch thu hơn 900 tài sản thuộc sở hữu của Nga tại nước này, chỉ giá khoảng 765 triệu Mỹ Kim. Thủ tướng Ukraine là Denis Shmyhal vào tháng 3 cho biết Ukraine đang lên kế hoạch sử dụng số tài sản trị giá hơn 460 triệu Mỹ Kim đã bị tịch thu từ các ngân hàng Nga để xây dựng lại đất nước và bồi thường cho người dân Ukraine. Thủ tướng Shmyhal vào tháng riêng ước tính Ukraine cần hơn 700 tỷ Mỹ Kim để xây dựng lại sau chiến tranh con số này thấp hơn so với dự đoán 1.000 tỷ Mỹ Kim mà Tổng thống Zelensky đưa ra. Một tòa nhà cao tầng bốc cháy ở trung tâm thành phố Sydney của nước Úc. Một tòa nhà lớn với nhiều tầng ở trung tâm của thành phố Sydney đã bị bốc cháy hôm 25 tháng 5. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp đã phong tỏa khu vực này. Một số đoạn video và hình ảnh cho thấy ngọn lửa đã nhấn chìm một số tầng của tòa nhà gần với sân ga trung tâm của Sydney vào thời gian giờ cao điểm cuối buổi buổi chiều. Theo hãng tin Bloomberg, một chiếc xe hơi đầu gần đó cũng đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Hơn 100 lính cứu hỏa và 20 chiếc xe tải đã được đưa tới trung tâm Sydney sau khi tòa nhà nói trên bốc cháy và ngọn lửa bắt đầu lan sang các tòa tháp lân cận vào buổi chiều cùng ngày. Người dân trong một số tòa nhà gần đó cũng được di tản. Nhiều người đã la hét khi những viên gạch và những mảng tường lớn bắt đầu đổ sập. Lãnh đạo cơ quan cứu hỏa và cứu nạn New South Wales là Adam Newberry cho hay, đám cháy bắt đầu từ tầng 3 của tòa nhà nói trên. Lính cứu hỏa cũng đã cố gắng ngăn chặn một đám cháy khác lan sang một tòa nhà bên cạnh. Phát ngôn viên của Cảnh sát tiểu bang New South Wales cho hay, chưa có thông báo về số người thương vong. Dịch vụ hỏa xa gần đám cháy đã bị đình chỉ cho tới khi có thông báo mới. Cơn sốt gom vàng đang bùng lên trên toàn cầu, giảm phát liên tục ở mức cao đang thúc đẩy nhu cầu đối với vàng tăng mạnh. Trong khi đó, những bất ổn về địa chính trị cũng khiến cho các ngân hàng trung ương trên thế giới nhanh chóng gom kim loại quý này. Giới đầu tư người dự đoán giá có thể lên tới 3.300 mỹ kim cho một ounce. Kẻ lo sợ sẽ không còn tài sản nào để trú ẩn. Cơn sốt mua vàng toàn cầu đang được thể hiện ở ngay hành động của các ngân hàng trung ương tại những thị trường mới nổi. Vào năm ngoái, họ đã mua 1 tấn vàng thỏi ở mức cao nhất kể từ năm 1950. Theo đó, giá vàng giao dịch ở gần mức cao kỷ lục với 2.072 Mỹ Kim cho một ounce kể từ cuối tháng 3. Nhiều nhà đầu cơ đang nín thở chờ đợi mức đỉnh mới sẽ được thiết lập. Từ lâu, vàng đã là tài sản an toàn trong thời kỳ biến động. Điều này cho đến nay vẫn đúng, khi đại dịch bùng phát, chiến tranh Nga và Ukraine nổ ra, làm phát và nợ toàn cầu gia tăng, lãi suất cao và những bất ổn của ngành ngân hàng. Tất cả những yếu tố này đã khiến cho giới đầu tư tìm đến các loại tài sản an toàn, đa dạng hóa, danh mục đầu tư, trong đó có vàng. Kỳ từ tháng 11, vàng tăng 20% và giao dịch gần mốc 2.000 Mỹ Kim sau khi ba ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ sụp đổ và UBS tiếp quản Credit Suisse. Một số nhà dự báo cho rằng vàng có thể tăng lên mức kỷ lục là 3.300 Mỹ Kim trong một ounce tương đương năm 1980 khi làm phát tăng phi mã do ảnh hưởng của giá dầu và bất ổn ở Trung Đông. Đến đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho, cho đài và sẽ trở lại ngay với phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Một vị tướng da màu của Hoa Kỳ được Tổng thống Joe Biden chọn làm tổng chỉ huy quân đội. Tổng thống Joe Biden đã chọn tư lệnh không quân đó là tướng Chuck Brown, là một người da màu trở thành chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ trong lúc gia tăng căng thẳng với Trung Cộng. Nếu được thượng viện Hoa Kỳ thông qua thì ông Chuck Brown sẽ là sĩ quan da màu thứ nhì trong lịch sử của nước Mỹ nắm giữ vị trí chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân sau ông Colin Powell cách đây 20 năm. Theo hãng tin Reuters, thì một giới chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho hay, Tổng thống Joe Biden đã chấp nhận lời đề nghị của tướng Lloyd Austin, cũng là Bộ trưởng Quốc phòng người Mỹ gốc Phi đầu tiên, để lựa chọn ông Chuck Rao cho vị trí nói trên khi tin rằng ông ấy hiểu rõ những thách thức chiến lược mà Hoa Kỳ đang đối mặt trên khắp thế giới. Tướng Lloyd Austin nhận định như sau, ông chuck brown đã giúp xây dựng và lãnh đạo chiến dịch không quân chống lại phiến quân is ông ấy hiểu biết rất rõ về những thách thức do trung cộng đặt ra ông ấy cũng thấu hiểu về quan điểm và khả năng của các đồng minh trong khối nato quyết định bổ nhiệm này đã được dự đoán từ lâu nhất là trong lúc tình hình căng thẳng giữa hoa kỳ và trung cộng gia tăng do tướng Charles Brown là cựu phi công chiến đấu và là người từng có nhiều kinh nghiệm hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương. Mặc dù tướng Charles Brown được đánh giá cao, thế nhưng chưa rõ tiến trình chuẩn thuận đề cử ông sẽ diễn ra nhanh hay chậm hơn. Twitter liên tục gặp trục trặc giữa lúc ông DeSantis tuyên bố tranh cử. Thống đốc Freuda đã đưa ra tuyên bố tranh cử Tổng thống rất được chờ đợi của mình trên Twitter Spaces vào ngày 24 tháng 5. Tuy nhiên, ứng dụng này liên tục gặp trục trặc khi có khoảng 678.000 người đã truy cập để lắng nghe phát biểu của ông Ron DeSantis. Khoảng 30 phút sau khi sự kiện bắt đầu thì ông DeSantis cuối cùng mới có thể phát biểu. Trục trặc này đã khiến cho ông DeSantis và CEO Twitter là Elon Musk bối rối. Nhiều người theo dõi đã nhanh chóng phản ứng về trục trặc này. Failure to launch tạm dịch là không thể khởi động, crash tạm dịch là trục trặc và DeSantis nằm trong các số các chủ đề thịnh hành trên Twitter trong phiên trò chuyện trên Twitter chia sẻ trên twitter tổng thống joe biden chế giễu link này hoạt động theo sau là một liên kết trên website quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông cuộc trò chuyện trên twitter spaces đánh dấu lần đầu tiên tính năng này được sử dụng cho sự kiện tuyên bố tranh cử tổng thống viện thống đốc sender lựa chọn twitter và tỷ phú elon musk khi tuyên bố ứng cử dường như là một phần trong chiến lược nhằm bỏ qua phần lớn các phương tiện truyền thông truyền thống và thu hút những người ủng hộ thông qua các nền tảng truyền thông xã hội trực tuyến mặt khác ông DeSantis cũng đang muốn thu hút sự ủng hộ từ 140 triệu người theo dõi tỷ phú Musk trên Twitter. Trong khi đó đội ngũ của ông DeSantis cho rằng trục chặt kỹ thuật là một dấu hiệu thành công khiến cho internet bùng nổ. Brian Griffin, phát ngôn viên chính dịch của ông DeSantis nói, họ đã huy động được hơn một triệu mỹ kim ủng hộ trong vòng một giờ đầu tiên sau khi thống đốc chính thức tuyên bố tranh cử và các khoản quyên góp vẫn đang tiếp tục tăng lên. Vẫn tư liên quan thì cựu Tổng thống Donald Trump chê cách thức mà thống đốc Florida thông báo cho cuộc tranh cử và gọi đó là thảm họa. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump công kích việc thống đốc Florida là ông DeSantis bị gặp trục trặc khi tuyên bố ra tranh cử Tổng thống trên trang Twitter Space và gọi đó là một thảm họa. Ông Donald Trump cho biết như sau, Ôi chà, cách thức mà ông DeSantis thông báo trên Twitter là một thảm họa toàn bộ chiến dịch của ông ấy sẽ là thảm họa. Hãy chờ xem. Cựu Tổng thống Donald Trump đã viết trên mạng xã hội True Social vào ngày 24 tháng 5, sử dụng cách viết tắt của biệt danh The Santimonious mà ông đặt cho thống đốc Florida, đó là ông Ron DeSantis. Cựu Tổng thống Trump bình luận sau khi ông DeSantis, 44 tuổi, thông báo về quyết định ra tranh cử tổng thống năm 2024 khi trò chuyện với tỷ phú Elon Musk trên Twitter Space là một tính năng phát audio trực tiếp của Twitter. Ông Trump còn so sánh ông Santis với thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, đó là ông Tim Scott, 57 tuổi. Ông Scott tuyên bố bắt đầu chiến dịch tranh cử hôm 22 tháng 5 tại tiểu bang quê nhà, đó là South Carolina, và cũng gặp trục trặc với microphone trên sân khấu, Ông Trump cho biết như sau, cách thức mà ông Tim Scott bắt đầu tranh cử, dù là với microphone bị hư, vẫn là màn thông báo hay nhất tuần. Còn của ông Ron DeSantis thì đúng là một thảm họa. Đội ngũ tranh cử của ông Donald Trump cũng công kích ứng cử viên của Đảng Cộng hòa vừa tham gia cuộc chạy đua và nói như sau: "Vấn đề trục trặc, các vấn đề kỹ thuật, sự im lặng khó chịu, một sự thất bại hoàn toàn trong sự kiện ra mắt." Steven Chion, phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử của tổng thống cựu tổng thống Donald Trump đã cho biết như trên. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết đảo ngược việc xóa nợ sinh viên. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết sẽ lật ngược kế hoạch xóa nợ cho sinh viên của tổng thống Joe Biden, nhưng tòa Bạch ốc tuyên bố sẽ phủ quyết. Chương trình xóa nợ dành cho sinh viên của chính quyền của ông Biden đang đối mặt với mối đe dọa mới từ các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện, trong khi chờ phán quyết từ tối cao pháp viện về việc liệu đề xuất này có thể thành hiệu lực hay không. Cục bỏ phiếu về nghị quyết có kết quả là 218 trên 203, với sự ủng hộ của hai đảng viên dân chủ bao gồm của dân biểu Jared Golden và dân biểu Mary Clusenkamp Perez. Tòa Bạch Ốc khẳng định nghị quyết của Đảng Cộng Hòa là một nỗ lực chưa từng có nhằm cắt đứt quá trình phục hồi kinh tế lịch sử của chúng ta. Kế hoạch của ông Biden nhằm xóa bỏ khoản vay sinh viên liên bang lên tới 20.000 Mỹ Kim cho 43 triệu người Mỹ. Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính rằng kế hoạch này sẽ tiêu tốn khoảng 315 tỷ mỹ kim. Các đảng viên Cộng hòa liên tục chỉ trích kế hoạch xóa nợ này vốn đã bị tạm dừng vào tháng 11 năm ngoái do các vụ kiện từ phe Bảo thủ. Phe Cộng hòa cho rằng ông Biden đang đẩy gánh nặng trả nợ cho người vay nợ để học đại học, đối tượng trực tiếp thụ hưởng sang những người lao động đóng thuế đã học đại học mà không vay tiền, hay thậm chí những người không học đại học. Vẫn tiếp theo phần tin Hoa Kỳ thành phố New York đang bị sụp lún dưới sức nặng của những tòa nhà chọc trời. Thành phố New York đang bị sụt lún tới 2mm mỗi năm dưới sức nặng của các tòa nhà chọc trời cộng lại. Đó là theo nghiên cứu được công bố hồi gần đây. Các tác giả cảnh báo rằng tiến trình sụt lún của thành phố New York sẽ trầm trọng hơn do mực nước biển dâng cao. Hơn 8 triệu người đang sinh sống ở New York và năm khu vực của thành phố là nơi có hơn 1 triệu 080.000 ngôi nhà riêng lẻ từ những ngôi nhà dành cho một gia đình ở khu vực Queens cho tới những tòa nhà chọc trời ở trung tâm Manhattan. Trong một cuộc nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Earth's Future hồi tháng này, các nhà nghiên cứu tại trường đại học Rhode Island tính toán rằng tất cả các cấu trúc này cộng lại nặng tới 1.680 tỷ pounds, tương đương 762 triệu tấn theo các nhà nghiên cứu cho hay, tất cả khối lượng này đang khiến cho thành phố New York bị sụt lún từ 1 cho tới 2 mm mỗi năm, trong khi một số tòa nhà lớn nhất của New York được neo vào nền đá vững chắc ở Manhattan thì những tòa nhà khác được xây dựng trên đất sét và đất đầm chặt không vững chắc. Do đó, một số tòa nhà thuộc hai loại sau đang có sức lún nhanh gấp đôi so với những tòa nhà trên nền đá kết hợp với mực nước biển dâng cao 220mm được ghi nhận xung quanh thành phố New York kể từ năm 1950, thì một số khu vực tại South Manhattan nằm ở độ cao từ 1m cho tới 2m so với mực nước biển, có thể bị chìm dưới mực nước biển vào cuối thế kỷ này. Tin về công viên quốc gia Yellowstone giết một con bê rừng bị đàn ruồng bỏ. Giới chức công viên quốc gia Yellowstone ra thông cáo cho biết họ đã giết một con bê rừng sơ sinh sau khi con vật được một du khách giúp băng qua sông khiến cho bị đàn rủ bỏ. Con bê bị lạc mẹ khi cả đàn băng qua một con sông khu vực phía bắc của công viên ở tiểu bang Wyoming vào ngày 23 tháng 5, theo NBC News cho hay. Khi con bê trượt vật vượt sông, một người đàn ông đã tiếp cận con vật và giúp đẩy nó lên khỏi dòng nước lên bờ. Các nhân viên của công viên nhiều lần cố gắng đoàn tụ con bê với đàn nhưng tất cả nỗ lực đều thất bại. Giới chức công viên lưu ý rằng sự can thiệp của con người có thể khiến cho động vật hoang dã bị đàn chối bò. Sau những nỗ lực đưa bê trở lại đàn không thành công, nhân viên công viên đã giết con vật vì nó bị bày đàn bỏ rơi và gây ra tình huống nguy hiểm khi tiếp cận xe hơi và người dân ở dọc đường. Thông cáo nêu rõ quy định của công viên yêu cầu du khách phải ở cách xa tất cả động vật hoang dã, bao gồm bò rừng, nai, sừng tấm và hưu ít nhất là 23 mét và cách gấu, chó sói 90 mét. Trang web của công viên có một mục giải thích lý do du khách không được cứu giúp động vật sau khi chúng bị thương hay bị lạc mẹ. Phát ngôn viên của công viên là Morgan Watson nói rằng vị du khách trong sự việc nói trên có thể phải đối mặt với tội quấy rối động vật hoang dã, có hành vi mất trật tự hoặc tiếp cận động vật hoang dã. Các câu cỡ cáo buộc có thể dẫn đến hình phạt lên tới 6 tháng tù giam và khoản tiền phạt là 5.000 Mỹ Kim. Các quốc gia phương Tây cảnh báo rằng bọn tin tặc của Trung Cộng đã tấn công hệ thống quan trọng của Hoa Kỳ các cơ quan tình báo phương Tây và công ty Microsoft cho hay, một tổ chức tin tặc do Trung Cộng bảo trợ đã xâm nhập vào hệ thống mạng lưới Internet quan trọng của Hoa Kỳ và có khả năng cắt đứt liên lạc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Trong bản khuyến cáo an ninh trên mạng Internet, các cơ quan an ninh tình báo của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh bao gồm Anh Quốc, Canada, New Zealand và Úc nói rằng gần đây họ phát hiện hoạt động của một nhóm tin tặc có tên gọi là Vô Typhoon do Trung Cộng bảo trợ. Nhóm tin tặc này đã xâm nhập vào các mạng lưới quan trọng của Hoa Kỳ và được cho là có thể hành động tương tự trên toàn thế giới. Tập đoàn Microsoft trong một tuyên bố cho biết rằng, Nhóm Vô Typhoon của Trung Cộng hoạt động từ giữa năm 2021 và đã tấn công nhiều ngành công nghiệp quan trọng như là truyền thông, sản xuất, điện lực, giao thông, xây dựng, hàng hải, quản trị, công nghệ thông tin và lĩnh vực giáo dục. Nhóm này còn nhắm tới hệ tầng cơ sở quan trọng của Hoa Kỳ tại đảo Guam là một vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương có căn cứ quân sự chiến lược của Hoa Kỳ. Hãng tin Reuters trích dẫn lời giám đốc an ninh mạng lưới internet của cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ là ông Rob Joy cho hay, nhóm tin tặc nói trên sử dụng các kỹ thuật có sẵn trong mạng lưới để né tránh hệ thống phòng thủ và không để lại dấu vết gì kỹ thuật này khó bị phát hiện bởi chúng sử dụng năng lực xây dựng sẵn có trong môi trường hạ tầng cơ sở quan trọng. Giới chuyên gia an ninh của Hoa Kỳ cũng dự đoán rằng bọn tin tặc của Trung Cộng có thể tấn công vào hệ thống mạng lưới của quân đội Hoa Kỳ và các hạ tầng quan trọng khác nếu như Trung Cộng động binh với Đài Loan. Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ và các cơ quan an ninh Internet phương Tây kêu gọi các công ty vận hành hệ thống hạ tầng cơ sở quan trọng Hãy nên nhận diện các hoạt động nguy hiểm theo hướng dẫn kỹ thuật được khuyến cáo. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Á Châu. Sau đây sẽ là những bản tin liên quan đến Á Châu. Trung Quốc đàm phán hàng loạt thương vụ vũ khí lớn ở Trung Đông. Trung Quốc được cho là đang đàm phán với Ả Rập Saudi và Ai Cập về các thỏa thuận vũ khí lớn giữa lúc hai nước này tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí để bất phụ thuộc vào Hoa Kỳ và Nga. Thông tin trên do tờ South China Morning Post dẫn nguồn từ Technical Report, cơ quan tình báo có trụ sở tại thủ đô Beirut, Lebanon. Theo đó, công ty công nghiệp quân sự Ả Rập Saudi, viết tắt là SAMI, đang đàm phán với Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc viết tắt là Norinco, để mua máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, giỏ thám và hệ thống phòng không. Quá trình đàm phán giữa các bên dự kiến sẽ kéo dài từ đây cho tới cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Và hiện có thông tin cho rằng toàn bộ giao dịch trong các thỏa thuận trên nhiều khả năng sẽ được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Chuyên gia quân sự Trung Quốc là Tống Trung Bình cho biết, Trung Quốc sẵn sàng bán vũ khí công nghệ cao cho các quốc gia thân thiện mà không hề đưa ra bất kỳ điều khoản chính trị nào. Đây là lý do vũ khí Trung Quốc bắt đầu hấp dẫn chung khu vực Trung Đông. Cả Ai Cập và Ả Rập Saudi đều nằm trong số những nhà nhập cảng vũ khí hàng đầu thế giới. Hai nước này ngày càng coi Nga và Trung Quốc là đối tác trong nhiều lĩnh vực để giảm phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Những năm gần đây, thì Trung Quốc mở rộng hợp tác với Ả Rập Saudi trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, quân sự và ngoại giao. Bắc Kinh còn làm trung gian đàm phán khôi phục quan hệ giữa Ả Rập Saudi với Iran. Tin liên quan giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, 66 chiếc chiến đấu cơ F-16 mà Đài Loan đặt mua từ Hoa Kỳ bị lỗi về phần nhu liệu điện toán. Giới hữu trách tại Đài Loan cho hay, 66 chiếc chiến đấu cơ hạng nhẹ F-16V do Hoa Kỳ sản xuất đã bị lỗi về phần nhu liệu điện toán, khiến cho tiến trình chuyển giao cho Đài Loan bị đình trệ. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ của Đài Loan là ông Chiu Kuong Chang vào ngày 25 tháng 5 cho biết như sau, có nhiều vấn đề trong phần nhu liệu điện toán để điều khiển máy bay khiến cho hợp đồng đặt mua 66 chiếc chiến đấu cơ đa năng F16V từ Hoa Kỳ không được hoàn thành đúng thời hạn. Thế nhưng khẳng định rằng Đài Loan đang phối hợp với Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề này. Ông cho biết như sau: "Về nguyên tắc thì toàn bộ số máy bay nói trên có thể được chuyển giao trước năm 2026." Ông nói bên lề cuộc họp tại cơ quan lập pháp Đài Loan, đồng thời cho biết thêm rằng vấn đề liên lạc giữa hai bên đang diễn ra một cách trôi chảy. Vào hồi năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt thương vụ bán 66 chiếc chiến đấu cơ F-16V cho Đài Loan với tổng trị giá là 8 tỷ Mỹ Kim, có thể giúp cho lực lượng phòng vệ của Đài Loan sở hữu phi đội F-16 lớn nhất châu Á. Phi đoàn F-16V đầu tiên được Đài Loan đưa vào quân đội vào cuối năm 2021, trong những quyết tâm ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng lên từ các loại máy bay hệ tối tân của không quân trung cộng trong đó có chiến đấu cơ tàng hình J-20 người trẻ trung quốc đổ xô đi mua vé số doanh số của ngành sổ số vào tháng 4 của trung quốc tăng lên mức cao nhất trong một thập niên và người mua chủ yếu là giới trẻ đang mong muốn có thể đổi đời sau một đêm trong bối cảnh kinh tế ảm đạm Số liệu vào tháng 4 cho thấy đà tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã yếu đi và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên tăng lên mức kỷ lục là 20.4%. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế học cho rằng khuynh hướng bất ổn kinh tế có thể liên quan với doanh thu của ngành sổ số. Doanh số bán vé số trên toàn quốc trong tháng 4 đã tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 50.33 tỷ nhân dân tệ khoảng 7.28 tỷ Mỹ Kim. Tháng 4 năm nay cũng chứng kiến doanh số cao nhất của tháng 4 trong vòng 10 năm qua của ngành kinh doanh sổ số Trung Quốc. Theo số liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc, doanh số trong 4 tháng đầu năm của ngành kinh doanh sổ số cao gấp 49.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Được trả lương 1 triệu nhân dân tệ không thích bằng chúng được ngần ấy tiền. Writer dẫn lời cô Friday Shao, nhân viên 28 tuổi của một công ty Internet ở Bắc Kinh. Cô Xiao cho hay, gần đây bắt đầu mua vé số vì lo sợ bị thất nghiệp đột xuất. Nhiều người, đặc biệt là người trẻ tuổi, ôm hy vọng làm giàu chỉ sau một đêm bằng một số tiền nhỏ nhoi. Nhà kinh tế học, Yi Xiangrong tại Đại học Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc cho biết. Tuần qua, một người bán hàng rong ở thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang đã ăn mừng trúng số độc đắc 20, 26 triệu nhân dân tệ bằng cách đập bỏ quầy hàng rong của mình. Cảnh tượng này đã được người qua đường quay clip và tung lên mạng thu hút sự bàn tán của cư dân mạng. Một bản tin khá lạ đó là công nghệ xây dựng các tầng đài của Cộng sản Bắc Hàn được ưa chuộng ở cả phương Tây một xưởng nghệ thuật tại bắc hàn có tên gọi là mansudai chuyên về xây dựng các tượng đài là một công ty hiếm hoi của cộng sản bắc hàn nổi tiếng ở cả bên ngoài lẫn bên trong quốc gia này các tượng đài khổng lồ mà bắc hàn xây dựng đang ngày càng xuất hiện nhiều nơi tại châu phi châu á và cả châu âu khách hàng của công ty này phần lớn là tại châu phi nơi có nhiều quốc gia đang thiết lập quan hệ ngoại giao với bắc hàn từ thời sau chiến tranh lạnh Tính tới năm 2018, các dự án được cho là đã mang lại cho công ty của Bắc Hàn này khoảng 260 triệu Mỹ Kim. Tượng đài mang tên Phục Hưng Châu Phi nằm trên một ngọn đồi nhìn ra thủ đô của Senegal là công trình có giá 27 triệu Mỹ Kim được xưởng nghệ thuật Mansudai của Bắc Hàn xây dựng vào năm 2010. Với chiều cao 48,7 mét, bức tượng đồng này là một trong những bức tượng lớn nhất thế giới Công ty của Bắc Hàn này cũng được thuê xây dựng một tượng đài của Đức vua Behanzin ở Aboni của Benin, là một quốc gia nằm ở khu vực Tây Phi vào năm 2006 để tưởng nhớ người có công giúp cho quốc gia này giành lại độc lập từ Tây Pháp vào những năm 1890. Còn tại Botswana thì công ty Mansudae của Bắc Hàn được thuê xây dựng công trình tượng đài ba nhà lãnh đạo ở Gabon để tôn vinh ba nhà lãnh đạo của các bộ tộc đã giúp cho Botswana giành được độc lập từ Tây Anh Quốc. Còn tại Kinshasa thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo, Bắc Hàn cũng đã xây dựng tượng đài của nhà lãnh đạo Laurent Desiree Kabila hay là tượng đài của Tổng thống Samuel Macho ở Maputo của Mozambique. Khách hàng của sự nghệ thuật Bắc Hàn này không chỉ là các quốc gia ở châu Phi và châu Á, nhưng ngay cả Đức cũng thuê công ty này xây dựng tượng đài Fairy Tale Fountain ở thành phố Frankfurt vào năm 2005. Vì sao một bãi cát trống ở Dubai đã được bán với giá kỷ lục là 34 triệu Mỹ Kim? Mới đây, một bãi cát rộng 2.276 m2 trên đảo Jumeirah Bay ở Dubai đã bán được bán với giá hơn 34 triệu Mỹ Kim. Đây là một mức giá kỷ lục có thể mua được những tòa nhà chọc trời tại những nước có giá bất động sản cao ngất ngường danh tính của người mua hiện vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó, khối bất động sản này thuộc sở hữu của người của một doanh nhân người Anh tên là Yuma Kamani, người đồng sáng lập thương hiệu thời trang bán lẻ Pretty Little Thing. Chỉ trong vòng 2 năm, giá trị của bãi cát đã tăng 242% so với giá mua ban đầu là gần 10 triệu Mỹ Kim vào năm 2021. Giá trị của bãi cát tăng vọt là do nó nằm trên hòn đảo nhân tạo, Jumeirah Bay được nối với đất liền thông qua một cây cầu dài 304 m. Theo các nhà môi giới, giá tăng chóng mặt của bãi cát không chỉ phản ánh khả năng phục hồi của thị trường bất động sản ở Dubai trước khuynh hướng đi xuống của các nền kinh tế toàn cầu mà còn thể hiện mục tiêu mà giới siêu giàu muốn đầu tư. Hòn đảo Jumeirah Bay được tạo hình giống như một con cá ngựa. Tại đây, một khách sạn 5 sao đã khai trương vào năm 2017 trong một dự án hợp tác với thương hiệu cao cấp Bulgari của Ý khách sạn được nhanh chóng được vinh danh là khách sạn cao cấp tốt nhất thế giới. Đảo Chumare Bay cũng là nơi sở hữu nhiều bãi biển đẹp và bến du thuyền cho hàng chục du thuyền, nhà hàng, trung tâm spa cao cấp. Thị trường bất động sản ở Dubai được cho là đang phát triển mạnh mẽ, với 93 vụ mua bán bất động sản có giá trị 10 triệu bí kim trở lên vào năm 2021, nhiều hơn 7 năm trước đó cộng lại. Năm 2022, số giao dịch bất động sản với giá trị tương tự đã tăng vọt lên 221. Tin đến từ Nhật Bản cho hay, thành phố Nakano kêu gọi dân chúng ở yên trong nhà sau vụ giết người rúng động cả thành phố. Có ba người, trong đó có hai cảnh sát viên đã bị thiệt mạng sau một vụ nổ súng và đâm bằng dao ở thành phố Nakano của nước Nhật vào ngày hôm nay 25 tháng 5. Đài truyền hình NHK đưa tin, vào cuối giờ chiều hôm nay, cảnh sát ở thành phố Nakano thuộc tỉnh Nagano đã nhận được một cú phone thông báo là có một người đàn ông đã đâm một phụ nữ bằng dao. Lực lượng an ninh đã nhanh chóng và đi tới. Lúc này thì người đàn ông nói trên đã dùng hung khí dường như là một khẩu súng săn để tấn công cảnh sát, sau đó chạy khỏi hiện trường và cố thủ trong một tòa nhà gần đó. Người phụ nữ bị đâm đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng bà đã tử vong sau đó do bị mất quá nhiều máu. Ngoài ra, hai cảnh sát viên cũng đã bị thiệt mạng và một người khác bị thương. Chính quyền thành phố Nakano khuyến cáo người dân hãy ở yên trong nhà để bảo đảm sự an toàn. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát thành phố cho hay, chính quyền địa phương đã khoanh vùng di tản đối với khu vực nằm trong bán kính 300 mét tính từ nơi xảy ra vụ án mạng cảnh sát đã điều tra thông tin là có nhân chứng nghe thấy tiếng nổ như là tiếng súng khoảng vài giờ sau vụ tấn công nói trên. Bạo lực súng đạn rất hiếm khi xảy ra tại nước Nhật. Đây là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm liên quan tới súng đạn thấp nhất trên thế giới nhờ luật kiểm soát nghiêm ngặt. Vào năm 2018, Nhật Bản là một đất nước chỉ có 125 triệu dân, ghi nhận có 9 trường hợp thiệt mạng do súng đạn mà thôi trong khi còn số đó ở Hoa Kỳ là 39.740 người. Công ty Trung Quốc yêu cầu nhân viên nữ luân phiên mang thai. CEO của một công ty ở Trung Quốc đang hứng chịu phản ứng dữ dội khi yêu cầu các nữ nhân viên thay phiên nhau xin nghỉ thai sản để không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Sự việc xảy ra khi ba phụ nữ làm trong một tổ chức chính phủ có kế hoạch sinh con vào cùng thời điểm. Khi các giám đốc điều hành cấp cao biết được ý định nói trên, họ đã tổ chức một cuộc họp nội bộ và đề nghị cả ba nên sắp xếp thứ tự mang thai để giảm thiểu sự bất tiện cho doanh nghiệp. Thậm chí một vị sếp lớn còn lên tiếng ra lệnh cho cấp dưới phải thực thi điều này. Một nữ nhân viên 28 tuổi đã kết hôn trước khi gia nhập công ty vào đầu năm 2023, cô cho biết mình đã lên kế hoạch có con trong năm nay, dù có đi làm hay không. Một phụ nữ khác 37 tuổi làm công việc tương tự cũng mới kết hôn và muốn sinh em bé, càng sớm càng tốt. Còn người cuối cùng 37 tuổi đã có dự định sinh bé thứ hai. Tất cả đều rất ngạc nhiên khi được các giám đốc yêu cầu tham dự cuộc họp để thảo luận về kế hoạch sinh nở của họ. Một vị xếp uh, nữ, uh, nữ đã cố gắng thuyết phục cả ba rằng họ phải từ bỏ mốc thời gian mang thai ban đầu vì công ty không thể giải quyết tình trạng thiếu nhân sự. Cô gái trẻ tuổi nhất không chắc chắn về cách giải quyết của bản thân nên đã tìm kiếm lời khuyên của các diễn đàn. Bài đăng trên Weibo của cô đang lan truyền nhanh chóng và nhận được hơn 10.000 bình luận cho đến thời điểm hiện tại. Yêu cầu từ doanh nghiệp trên được cho là đang đi ngược lại với chính sách khuyến khích sinh con của chính phủ Trung Quốc. Khi tỷ lệ sinh thấp ở mức kỷ lục, một số khu vực đã sớm ban hành các gói hỗ trợ thúc đẩy sinh sản nhằm cải thiện tình trạng này. Một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị theo dõi vài thông tin thương mại và sẽ trở lại với phần tin Việt Nam. Xin quý vị tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Việt Nam. Một người có biệt danh là Thánh Rắc Hành, tức là ông Bùi Tuấn Lâm, vừa bị kết án 5 năm rưỡi tù giam. Luật sư của ông nói rằng bản án này không công bằng. Nhà hoạt động nổi tiếng có tên là Bùi Tuấn Lâm, người nổi tiếng với biệt danh là Thánh Rắc Hành, vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng kết án 5 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản chế trong một phiên tòa mà luật sư cho rằng đã vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng. Ông Bùi Tuấn Lâm, năm nay 39 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 9 năm 2022, tức là chỉ 9 tháng sau khi ông đưa đoạn video rắc hành mà nhiều người cho rằng ám chỉ việc Bộ trưởng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, đó là ông Tô Lâm ăn thịt bò giác vàng ở một tiệm ăn sang trọng ở London, Anh Quốc. Ông Bùi Tuấn Lâm bị cáo buộc là đã làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo khoảng 1 điều 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam trang web của chính quyền thành phố Đà Nẵng trích dẫn cáo trạng cho hay Bùi Tuấn Lâm đã có hành vi soạn thảo đăng tải 19 bài viết lên chuyên mục xã hội Facebook cá nhân có tên là Peter Lâm Bùi và 25 video cũng như bài viết lên trang mạng xã hội YouTube do ông Bùi Tuấn Lâm tạo ra cũng như là quản lý và sử dụng với nội dung không đúng sự thật bịa đặt xuyên tạc bôi nhọ phỉ bán nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là lời của phía Việt Nam cho hay. Bà Lê Thanh Lâm là vợ của ông Bùi Tuấn Lâm đã cầm biểu ngữ kêu gọi trả tự do cho chồng trước tòa án Đà Nẵng nhiều ngày trước khi phiên xét xử sơ thẩm diễn ra. Em trai của ông Bùi Tuấn Lâm là ông Bùi Quang Khiêm cho đài AFA biết rằng gia đình 8 người của ông Bùi Tuấn Lâm vào sáng ngày 25 tháng 5 đã tới tòa án thành phố Đà Nẵng để yêu cầu được tham dự phiên tòa, thế nhưng không được phép, với lý do là phải có giấy triệu tập của tòa án mới được phép vào trong. 42.5 tỷ Mỹ Kim đóng băng ở kho bạc phải gửi ngân hàng. Trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội của Quốc hội vào ngày 25 tháng 5, đại biểu Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị cho rằng, nút thắt lớn hiện nay là vấn đề tồn động ngân quỹ quốc gia, Tồn dư ngân quỹ nhà nước đang gửi ở hệ thống ngân hàng được ông Đồng đánh giá là ở mức khá cao. Đến tháng 5 này lên tới 1 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 42.5 tỷ Mỹ Kim. Theo ông đây chính là cục máu đông gây tắc nghẽn dòng tiền của nền kinh tế. Khi mà tiền thuế, phí của các doanh nghiệp và người dân nộp về kho bạc nhà nước nằm ở đắp chiếu không quay về trở lại nền kinh tế do thử tắc nghẽn và nằm kẹt lại giải ngân đầu tư công. Ông cho rằng số tiền này có lẽ đang tương đương với lượng tiền kho bạc nhà nước đấu thầu theo lãi suất thị trường tiền tệ gửi chủ yếu tại nhóm ngân hàng thương mại nhà nước. Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho hay, số tiền lớn này nằm trong kho và được gửi ở ngân hàng là hoàn toàn đúng, bởi điểm nghẽn lớn nhất là giải ngân đầu tư công nên Bộ Tài chính phải gửi số tiền này vào ngân hàng chính phủ với lãi suất là 0.8% một năm. Nhìn nhận đây là một hạn chế, ông Phước nói, nguyên nhân là do khâu chưa chuẩn bị dự án thêm nữa là vướng mắt ở trong khâu chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự, dự án mới săn lắp mặt bằng làm cho khâu này quá dài, khiến cho khoản tiền chuẩn bị cho giải ngân quyết toán này trở thành cục máu đông. Vẫn tiếp theo phần tin Việt Nam, công ty VinFast thu hồi lô xe điện đầu tiên được xuất cảng sang Hoa Kỳ vì lý do an toàn. Công ty VinFast là nhà sản xuất xe chạy bằng điện của Việt Nam, cho biết rằng họ đang thu hồi tất cả những chiếc xe của lô hàng đầu tiên được xuất cảnh sang Hoa Kỳ vào năm ngoái sau lời cảnh báo an toàn do chính quyền Hoa Kỳ đưa ra. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông xa lộ quốc gia của Hoa Kỳ cho hay 999 chiếc xe VF8 của công ty VinFast bị lỗi về phần nhu liệu điện toán trong màn hình bảng điều khiển khiến cho các thông tin an toàn quan trọng không hiển thị được và có thể làm gia tăng nguy cơ bị đụng xe. Cơ quan này cũng ước tính hơn 700 trong số 999 chiếc xe nói trên vẫn đang nằm trong kho của VinFast và chưa được chuyển giao cho khách hàng hoặc là các công ty vận chuyển. Trong một tuyên bố gửi cho hãng tin Reuters, Công ty VinFast cho hay họ đã ra thông báo triệu hồi tự nguyện vì lý do an toàn đối với phiên bản VF8 CD Edition do màn hình của bản điều khiển không hiển thị khi xe đang chạy hoặc ngừng lại. Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ của Hoa Kỳ cũng cho biết thêm, công ty VinFast sẽ giới thiệu một bản cập nhật phần nhu liệu điện toán để sửa chữa sự việc nêu trên. Công ty này lên kế hoạch thông báo qua Internet đối với các thư thông báo được gửi cho các chủ xe trước ngày 29 tháng 5. Thông báo thu hồi được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi công ty VinFast tuyên bố là họ sẽ niêm yết tại Hoa Kỳ sau khi khắp nhập với công ty Black Spade Acquisition với trị giá vốn chủ sở hữu của công ty sắp nhập là 23 tỷ Mỹ Kim. Dùng dợn về vụ phân xác tại Bình Dương phát hiện thêm đôi tay. Vào sáng ngày 25 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho hay vừa ra quyết định tìm người là nạn nhân trong sự việc phát hiện nhiều đoạn chân, tay trong vali ở phường Tân Phước, Khánh, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo cơ quan công an, qua khám nghiệm hiện trường tại bãi đất trống phát hiện một túi du lịch màu đỏ được bọc trong túi ni lông màu đen bị cháy phía trên. Trong túi có hai tay hai chân bị nhiệt hóa một phần đang trong thời kỳ phân hủy. Nhận định nạn nhân là nữ giới từ 30 đến 35 tuổi, chiều cao khoảng 1m55 đến 1m59. Ban đầu nhân chứng nghĩ đó là manne mannequin bị đốt, nhưng khi kiểm tra thì phát hiện đó là một phần cơ thể người nghi bị phân xác, nên đã trình báo giới hữu trách. Theo nhận định của Côn Điều tra, nạn nhân có thể tử vong vào ngày khoảng từ 14 tháng 5. Các phần của tứ chi được đặt trong một túi mẫu, không xác định nhãn hiệu đặc điểm riêng. Hiện thì cơ quan điều tra đang mở rộng tìm kiếm các bộ phận thi thể còn lại và phát thông báo đề nghị người dân tổ chức liên quan phối hợp tìm kiếm trình báo. Trước đó vào tối ngày 4 tháng 5, một túi chứa đôi chân người cháy xém được phát hiện ở bãi đất trống tại phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vào cuối năm 2017, tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra một vụ án mạng gây rúng động dư luận. Nạn nhân là người đàn ông trung niên bị chính vợ mình dùng dao sát hại, sau đó phân chia thi thể thành nhiều phần khác nhau để phi tang tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Thuận An. Tin liên quan tới vụ sập dàn giáo công trình xây dựng tại thành phố Đà Nẵng khiến nhiều người thương vong. Khoảng 2 giờ sáng ngày 25 tháng 5, tại công trình dự án tòa nhà tập đoàn Polico trên đường 2 tháng 9 ở thành phố Đà Nẵng xảy ra một vụ sập dàn giáo bê tông. Tai nạn này đã khiến cho hai nạn nhân bị vùi lấp tử vong và ba người khác bị thương. Danh tính của hai nạn nhân tử vong là ông Nguyễn S, 53 tuổi và bà Nguyễn Thị X, 49 tuổi, cùng quê ở Quảng Nam. Ba nạn nhân bị thương gồm có Nguyễn Văn Quy, 50 tuổi, Lê Văn Hát, 44 tuổi, cùng quê ở Quảng Nam và Ngô Duy Tê, 45 tuổi, tại Đà Nẵng. Xác định được đây là tai nạn sập đổ giàn giáo trong khi xây dựng bê tông trên sàn nhà. Có hai người tử vong bị vùi lấp, cho nên cảnh sát đã thành lập đội cứu nạn cũng như là đào bới để đưa các nạn nhân ra ngoài. Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau đó, lực lượng cứu nạn đã đưa được hai thi thể ra ngoài và chuyển giao cho giới hữu trách. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cũng đã khám nghiệm, tự thi và điều tra nguyên nhân của sự việc. Theo thiết kế, công trình này có một tầng hầm, 5 tầng nổi và một tầng áp với máy do công ty cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa có trụ sở tại Hà Nội làm chủ đầu tư đơn vị xây dựng là công ty xây dựng đô thị và khu công nghiệp ở quảng ngãi, cố vấn giám sát là công ty cố vấn thiết kế xây dựng và kiểm định bách khoa việt có địa chỉ tại sài gòn, nhà thầu phụ thực hiện nhiệm vụ đổ sàn bê tông là công ty cố vấn và thiết bị xây dựng minh phát phú địa chỉ ở thành phố đà nẵng. Năm thanh niên hà tĩnh bị lừa sang lào bị đòi tiền chuộc mạng. Công ty Hà Tĩnh vừa xác nhận đã có 4 gia đình đến trình báo việc năm đứa con của họ đã bị lừa sang Lào làm việc nhẹ, lương cao và bị đòi tiền trụng mạng. Theo tờ báo Vietnamnet mới đây, cả 5 nạn nhân được đang được giấu danh tính đều nhờ người thân báo cho công an vì họ đang ở Lào và bị đe dọa, đánh đập, khống chế đòi tiền chuộc mạng 500 triệu đồng tương đương với 21.300 Mỹ Kim mỗi người. Theo xác minh của công an tỉnh, tất cả các nạn nhân đều dính bẫy tuyển dụng qua Facebook Zalo với những lời giao về cơ hội việc làm ổn định tại Lào, yêu cầu duy nhất là nam nữ trong độ tuổi từ 15 đến 35. Trong vòng 3 tháng đầu khi sang Lào, những người này vẫn liên lạc được với gia đình, được bố trí nơi ăn nghỉ, việc làm và trả lương. Sau thời gian này, các nạn nhân được yêu cầu liên lạc gia đình ở Việt Nam để gửi tiếp tế nhu yếu phẩm sang Lào. Tiếp đó, các nạn nhân bị vu khống trộm cắp, tài sản rồi bị đánh đập, yêu cầu gọi điện thoại cho gia đình nộp khoản tiền trục mạng nêu trên phía công an Hà Tĩnh cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh theo quy định. Trong khi chiêu lừa việc nhẹ lương cao qua Campuchia để bị đổ bể, các đường dây chuyển hướng chiêu dụ nạn nhân sang Lào, Philippines với những lời đường mật tương tự. Theo báo Tiền Phong đưa tin vào ngày 9 tháng 5, có 389 người Việt trong vụ giới hữu trách Philippines giải cứu hơn 1.000 nạn nhân ngoại quốc bị lừa sang nước này và bị cưỡng bức làm các công việc lừa đảo trực tuyến. Bị can Nguyễn Phương Hằng từ chối 8 luật sư bào chữa theo thông báo từ tòa án thành phố Sài Gòn, tám luật sư do người thân của bị can Nguyễn Phương Hằng là cựu giám đốc công ty Đại Nam của tỉnh Bình Dương mời đến bào chữa cho bà đều bị bà này từ chối. Tòa án cho biết rằng đơn từ chối luật sư bào chữa của bị can Nguyễn Phương Hằng được trại giam Chí Hòa chuyển đến ngày 17 tháng 5. Bị can Nguyễn Phương Hằng cùng với bị can Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật giảng viên Trường Đại học Luật Sài Gòn và ba đồng phạm bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của chính phủ, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, thường được gọi tắt là điều 331. Theo truy tố thì từ tháng 3 năm 2021 cho tới tháng 3 năm 2022, bị can Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng internet đưa ra những phát ngôn xúc phạm đến uy tín, danh dự cá nhân và đưa lên mạng Internet những thông tin thuộc dạng bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các nghệ sĩ, các nhà báo trái với quy định của pháp luật. Bị can Đặng Anh Quân, rồi Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bị tạm giam từ ngày 24 tây tháng 3 năm 2022. Vào ngày 5 tây tháng 5 vừa qua, Tòa án Sài Gòn đã ra quyết định tạm giam Nguyễn Phương Hằng thêm 60 ngày để chờ đợi xét xử. Phi hành gia NASA sẽ đến Việt Nam trò chuyện với học sinh Michael A. Baker và Joseph F. Smith là hai phi hành gia sẽ đến chia sẻ về công việc của mình cũng như là sinh hoạt trên không gian với 3.000 học sinh, sinh viên Bình Định trong tuần lễ NASA Việt Nam. Hoạt động dự kiến diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 6 ở Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo tỉnh Bình Định do chính quyền tỉnh, Hội tin học Sài Gòn và NASA phối hợp thực hiện. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á được NASA lựa chọn cho sự kiện này. Ông Nguyễn Hữu Hà là Giám đốc Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo cho biết Chương trình nhằm tìm hiểu thêm các tiến bộ về khoa học, công nghệ của NASA, cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ. Trong sự kiện, học sinh sinh viên có thể tương tác, nói chuyện trực tiếp với các phi hành gia để hiểu rõ hơn về cuộc sống, nhiệm vụ trong vũ trụ. Sự kiện còn có sự tham gia cùng một số chuyên gia Việt Nam am hiểu về vật lý thiên văn, khoa học vũ trụ cùng thảo luận về lĩnh vực này. Bên cạnh việc thảo luận với phi hành gia, sự kiện còn có các hoạt động trải nghiệm thú vị ở hoạt động NASA STEM như là khám phá bầu trời đêm, trải nghiệm thực tế ảo hoặc thực tế tăng cường, xem trình diễn drone thiết bị không người lái hay là trình diễn ánh sáng hologram tube of astronaut. Các nhà khoa học cũng sẽ chia sẻ về những nghiên cứu khoa học làm sao bảo vệ trái đất, tránh ô nhiễm môi trường, cảnh báo rủi ro va chạm với các hành tinh khác và sự sống ngoài trái đất. Đây cũng là sự kiện truyền cảm hứng và thúc đẩy đam mê nghiên cứu khoa học, khám phá thế giới của thanh thiếu niên Việt Nam mới đây trên các trang mạng xã hội của việt nam xuất hiện một đoạn video ghi lại khoảnh khắc một nữ nhân viên của cửa hàng viễn thông chống trả quyết liệt với một tên cướp có dao và người này đang nhận được sự quan tâm chú ý của dân trên mạng internet trong đoạn video thì khi thấy một tên cướp mặc đồ màu đen bước vào cửa tiệm rút dao từ trong túi quần ra để tấn công thì nữ nhân viên nói trên ngay lập tức đứng dậy túm lấy tay tên cướp này rồi chống trả quyết liệt Cùng lúc đó thì một tên cướp khác cầm ba lô đi vào bên trong. Thấy vậy, một nam nhân viên mặc áo màu vàng liền nhảy qua bàn, lao tới, chống trả với tên cướp này rồi đẩy hắn ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ vài giây đồng hồ sau đó thì tên cướp này lại đi vào bên trong, cùng với đồng bọn lấy đi số tiền khoảng 100 triệu đồng rồi bỏ chạy ra khỏi cửa hàng. Thấy vậy, nữ nhân viên dũng cảm nói trên đã đuổi theo rồi liên tục tri hô. Vụ cướp này xảy ra vào khoảng 1 giờ 20 phút chiều 24 tây tháng 5 vừa qua tại một điểm cung cấp dịch vụ viễn thông thuộc khu phố 1, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên của tỉnh Bình Dương. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố hạ một loạt lãi suất điều hành, trong đó lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, giảm từ mức 5.5% một năm xuống 5% một năm. Theo đó, tại nhóm ngân hàng lớn gồm có Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV cũng áp dụng mức lãi suất 4.1% một năm đối với các kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng và lãi suất 4.6% một năm cho các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng, giảm tới 0.8% một năm so với trước. Không chỉ giảm mạnh lãi suất các kỳ hạn ngắn mà ngân hàng BIDV và Agribank còn điều chỉnh hạ thêm lãi suất các kỳ hạn dài. Tại nhóm các ngân hàng thương mại tư nhân có mức giảm dao động từ 0.4 đến 0.6% một năm ở nhiều kỳ hạn khác nhau. Như ngân hàng Sacombank hạ lãi suất các kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng dao động từ 4.7 đến 5% một năm, giảm 0.5 đến 0.6% một năm so với trước đây. Các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên được Sacombank điều chỉnh mức giảm từ 0.3 đến 0.5% một năm. Đối với các khoản tiền gửi dưới 200 tỷ, lãi suất kỳ của các kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng chỉ được nhận mức lãi suất từ 6.2 đến 6.7% một năm. Còn nếu có mức gửi từ 6, từ 200 tỷ trở lên, khách hàng sẽ được trả mức lãi là 7.9% một năm cho kỳ hạn 13 tháng. Đến đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi vài thông tin thương mại và trở lại ngay với phần tin địa phương. Xin quý vị tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Một thiếu niên tại Los Angeles bị ngã chết sau khi leo lên cầu để thực hiện thử thách và đăng tải trên mạng xã hội. Cảnh sát trưởng của Los Angeles là Mr. Moore cho hay một thiếu niên 17 tuổi không rõ danh tính đã tử nạn trong khi đang leo lên cây cầu ở đường số 6 nhằm biểu diễn, thực hiện một cuộc mạo hiểm và đăng tải trên mạng xã hội. Theo cảnh sát trưởng cho hay, thiếu niên đã bị trượt chân và té ngã khi trèo lên một trong những mái vòm của cây cầu này. Thiếu niên nói trên được tìm thấy thế nhưng đã qua đời tại bệnh viện. Cảnh sát trưởng Mr. Moore cho hay, uh, sẽ gia tăng việc tuần tra tại địa điểm cây cầu trên đường số 6 này để đối phó với các hành động thiếu ý thức của các thiếu niên địa điểm này mặc dù đã tạo ra nhiều niềm tự hào cho thành phố Los Angeles cũng như đáng tiếc khi cây cầu trở thành bối cảnh cho nhiều thảm kịch xảy ra. Cây cầu được khánh thành vào tháng 7 năm 2022 nhịp cầu trị giá 588 triệu Mỹ Kim này thay thế cho nhịp cầu Art Deco 84 năm tuổi chạy dài 3.500 feet trên dòng sông Los Angeles, được lót bằng bê tông và kết nối với trung tâm thành phố. Cảnh sát đã đóng cửa cây cầu này nhiều lần sau khi cây cầu trở thành điểm nóng về các cuộc đua xe đường phố cũng như vẽ bậy và chiếm dụng trái phép. Ba người đi đường giải cứu cảnh sát viên bị nghi can tấn công ở Santana, Ông Everardo Navarro, 42 tuổi, cư dân Los Angeles cho biết, đang lái xe trên đường đi dự hội thảo ở Santana thì nhìn thấy một cảnh sát tiểu bang California ra lệnh cho một người đàn ông bước ra khỏi lối lên xa lộ 5. Nghi can bỏ đi nhưng không lâu sau quay lại cố chụp lấy xe mô tô của cảnh sát viên. Khi nhìn thấy hai người bắt đầu đánh nhau và cảnh sát viên bị đè xuống đất, ông Navarro nhảy xuống xe và chụp tay nghi can. Những người đi trên làn đường thứ nhì, thứ ba cũng nhảy xuống, giúp lôi nghi can khỏi cảnh sát viên và đè ông ta xuống đường. Mọi chuyện bắt đầu khi cảnh sát tiểu bang California điều hai cảnh sát viên tới hiện trường. Sau khi nhận được tin báo, nghi can la hét, các tài xế lái xe ngang qua ông ta và cố gỡ biển báo giao thông. Hai cảnh sát viên nói chuyện với các à, với nghi can và ông ta tỏ ra hợp tác. Nghi can bỏ đi nhưng đến khi một cảnh sát viên nhảy lên xe mô tô thì nghi can quay lại rồi hai người đánh nhau. Theo hồ sơ nhà tù, nghi can vừa ra tù trước vụ tấn công này chỉ một ngày. Vào ngày thứ sáu, nghi can bị bắt giam trở lại, tình thế chân tại ngoại hơn 10.000 Mỹ Kim sau đây là bản tin cuối tại tiểu bang california nhiều gia đình lựa chọn trường bán công lập cho con em của họ khi số học sinh nhập học tại các trường công lập trên toàn tiểu bang california tiếp tục thay đổi thì có một xu hướng đáng chú ý đó là số gia đình người mỹ gốc á châu và thái bình dương đã chọn các trường bán công lập tăng cao trong thập niên qua theo một cuộc phân tích dữ liệu nhập học của Bộ Giáo dục California do Hiệp hội Trường Bán Công California thực hiện, thì số học sinh người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương nhập học tại các trường bán công lập tăng 78% trong giai đoạn từ năm 2012 tới năm 2023, vượt xa mức gia tăng của tất cả các học sinh, đó là 66%. Chia sẻ về lý do tỷ lệ lựa chọn trường bán công lập tăng lên, Ông Oliver Sekat là thành viên của ban chấp hành hội cựu sinh viên người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương tại trường đại học USC cho biết như sau. Trường bán công tạo cơ hội để cho các gia đình lựa chọn. Với nhiều dự định hơn, chương trình giảng dạy và học tập trợ giúp để cho các em học sinh hoàn thành chương trình phổ thông, chuẩn bị tốt cho những bước tiếp theo như vào đại học. Một bản báo cáo của Hiệp hội Trường Bán Công California cho thấy, Trung bình, các học sinh ở các trường bán công lập người Mỹ gốc Á châu và Thái Bình Dương từ cộng đồng có lợi tức thấp học giỏi hơn bạn bè ở các trường công lập truyền thống trong bộ môn nghệ thuật, ngôn ngữ và môn toán. Sự khác biệt này được thể hiện rõ trong nghệ thuật ngôn ngữ khi 44% học sinh trường bán công lập đạt được hoặc là vượt qua điểm tiêu chuẩn. Con số này ở các em học sinh học khu bình thường chỉ đạt được 30% mà thôi. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị cũng có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên YouTube và trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Và xin kính chúc quý vị những giây phút còn lại trong ngày thật an lành và một cuối tuần lễ Memorial Day thật hạnh phúc và ý nghĩa để nghĩ đến những người chiến sĩ trận vong. Xin kính chào.